Ca sĩ Quốc Đại bất ngờ chỉ thẳng mặt ai đó trêu cho, không phải dạng vừa đâu ngay trên sân khấu. Là một người kỹ tính, bởi thế nên ca sĩ Quốc Đại thường xuyên có những góp ý thẳng thắn cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Quốc Đại là một trong những ca sĩ sở hữu chất giọng ngọt ngào, gắn liền với những ca khúc dân ca, trữ tình. Bên cạnh đó, anh cũng nổi tiếng với sự kỹ tính, khắt khe khi đảm nhận vai trò giám khảo trong các cuộc thi về âm nhạc. Cũng bởi sự khó tính của ca sĩ Quốc Đại mà nhiều tài năng âm nhạc đã được phát hiện, từ đó nhận về những lời nhận xét thẳng thắn để tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc. Mới đây xuất hiện trong vị trí giám khảo tập 5 Tòa Sáng Sao Đôi 2023, giám khảo Quốc Đại thêm một lần nữa có những lời nhận xét thẳng thắn khi chứng kiến tiết mục liên khúc Ngày Xuân Vui Cưới, Trai Tài Gái Sắc của bộ đôi Trương Trần Anh Duy và Henry Ngọc Thạch. Theo đó, ca sĩ Quốc Đại cho biết anh cảm thấy đây là một tiết mục sôi động, dễ thương và chính giọng hát của cả hai đã dung hòa tạo nên tiết mục hoàn chỉnh. Không những thế, nam ca sĩ còn chỉ thẳng mặt cặp đôi thí sinh, đồng thời hài hước nhận xét những đội về sau phải dè chừng hai em, anh nghĩ hai em không phải dạng vừa đâu. Mới xuất hiện lần đầu tiên kết hợp mà hai em đã cho mọi người thấy chiêu trò của mình cũng dữ dội lắm. Ngoài ra, Quốc Đại còn hiếm hoi phá lệ, dành tặng điểm 10 cho Trương Trần Anh Duy và Henry Ngọc Thạch. Trước đó, trong một buổi trả lời phỏng vấn, khi được hỏi lý do ít xuất hiện trong các game show truyền hình, Quốc Đại cho biết vốn dĩ anh không thích tham gia. Nhiều khi có anh chị thương, mời tham gia nhưng đông người quá tôi không quen nên không đi. Những dạng sự kiện thảm đỏ, tôi không quen xuất hiện như thế. Bản thân tôi là người nói chuyện rất dở nên đôi khi mình nói không khéo, làm người ta buồn mà mình không biết. Nhưng với những người thân thì thả ga, tôi hơi bị quậy, ngủ vậy đó, ca sĩ Quốc Đại tâm sự.